Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này để giới thiệu cho anh chị và các bạn một combo tầm trung để chúng ta có thể làm phòng thu âm livestream, hát live tại nhà. Và chúng ta có thể kết nối được với tất cả những phần mềm nào đối với những anh chị nào mà chúng ta có thể sử dụng được phần mềm. Và trong vô vàng rất nhiều những loại sao card cũng như là micro, thì ngày hôm nay đây chính là bộ combo mà Lê Hoàng muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn. Đây là bộ tầm trung cho nên chi phí của nó thì cũng tương đối. Ở đây Lê Hoàng kết hợp giữa sao card Icon Ubot Pro và micro Tata BCK850. Đây anh chị bạn nhìn xem. Và tiếp theo là đi kèm nó sẽ có những phụ kiện, chẳng hạn như là kẹp micro, màn lọc, dây live XOSMA2 đối với những anh chị nào mà chúng ta dùng để livestream Facebook, hay là chúng ta có thể kết nối với điện thoại để chúng ta có thể thu âm trực tiếp vào trong điện thoại của chúng ta luôn qua cái dây này. Và dây micro thì Lê Hoàng tặng kèm cho anh chị và các bạn. Đó. Thì bây giờ Lê Hoàng sẽ mở hộp từng cái cho anh chị và các bạn cùng xem, cũng như là nói sơ về chức năng của nó như thế nào để anh chị và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn ha. Thì đầu tiên khi mà thu âm á, hoặc là hát live á, thì cái quan trọng nhất đó chính là sao card và micro. Thì ở đây Lê Hoàng chọn cho anh chị và các bạn Icon Pro kết hợp với lại micro Tata K850. Bây giờ Lê Hoàng sẽ mở hộp cho anh chị và các bạn cùng xem. Đây là sao card Icon Ubot Pro. Anh chị và các bạn cùng xem, ở đây chính là con sao card Icon Ubot Pro. Nó có 72 chế độ Eco Reverb tích hợp sẵn ở đây. Qua cái nút này, chúng ta có thể dễ dàng xoay và chọn Eco Reverb theo cái ý của chúng ta. Đó, chúng ta vừa nghe và vừa chọn coi nó như thế nào ha, bằng như thế này. Ở đây nó có sẽ có màn hình LCD hiển thị 72 hiệu ứng ở đây. Và ở đây nó có thể chỉnh được tiếng bass, trung, treble. Rồi, ở đây là dùng cho chế độ MC với nút voiceover này. Đó rồi, volume. Và đặc biệt ở đây anh chị nhìn xem, nó có hai cái cổng micro đầu vào. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mic 48V hay mic 5V cũng được hết. Và ở đây nó có một cái cổng guitar cho anh chị và các bạn nào mà chúng ta chơi nhạc cụ. Cái hình để là guitar nha, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng guitar, chúng ta có thể sử dụng organ, piano vân vân chẳng hạn. Nhạc cụ nào cũng được hết, chúng ta có thể ghim vào đây. Và chúng ta dễ dàng điều chỉnh riêng từng cổng. Ví dụ cổng nhạc cụ ở đây thì sẽ có cổng gain này. Ở đây mic 1, mic 2. Rồi hai cái lỗ out ra cho tai nghe 1, tai nghe 2. Hoặc là anh chị và các bạn có thể sử dụng layout ở đây dùng cho loa kiểm âm. Đó, rồi livestream thì chúng ta sử dụng ở đây. Rồi nhạc vào cho điện thoại cũng được, hoặc là máy vi tính ở từ đây luôn. Chúng ta lấy nguồn cho nó ở đây. Rất là dễ sử dụng luôn. Và đây là dòng sao card tầm trung mà Lê Hoàng đánh giá rất là cao ha. Chúng ta có thể sử dụng 70 hiệu ứng ở đây để chúng ta thu âm hát live trực tiếp vào trong điện thoại, máy vi tính cũng được. Hoặc anh chị và các bạn nào mà cao tai một xíu, chúng ta có nghiên cứu về phần mềm thì chúng ta có thể kết hợp với phần mềm thu âm mic nhạc nào cũng có thể kết hợp được hết. Rất là ok luôn. Rồi, phụ kiện đi kèm thì nó có như thế này đây. Nó có dây nguồn rồi thế này vân vân. Và tiếp theo, đây chính là micro của chúng ta, là con Tata BCK850. Đây là dòng cao cấp của thương hiệu Tata. Và bây giờ Lê Hoàng sẽ mở hộp cho anh chị bạn cùng xem. Thì đối với hộp micro này, chúng ta sẽ thấy bên trong nó sẽ có một cái hộp bảo vệ rất là chắc chắn luôn. Đó, chúng ta cùng nhìn xem. Ok, đây chính là hộp micro của chúng ta. Rất là chắc chắn và sẽ không bao giờ sợ va đập. Vì những cái dòng micro tầm trung của Tata thì chúng ta sẽ thấy cái hộp của nó rất là đẹp như thế này. Đó, bảo vệ rất là tốt. Bên trong thì chống sóc nè. Đó, rồi chúng ta sẽ có cái shock mount như thế này đây. Shock mount bằng kim loại rất là chắc chắn và rất là đẹp. Và đặc biệt một điều thế này, đối với cái dòng micro này á, chúng ta sẽ có một cái màn lọc đi theo luôn, có chữ Tata. Cái này là của hãng luôn nha, chứ chúng ta không phải là mua rờ bên ngoài gì cả. Rất là thời trang và rất là đẹp. Đặc biệt đối với dòng micro này, nếu anh chị và các bạn chưa nhìn thấy thì sẽ không biết nó như thế nào, nhưng mà thấy rồi thì anh chị và các bạn sẽ rất là mê luôn. Đây, micro kiểu dáng rất là đẹp nè. Kiểu dáng rất là đẹp. Tata BCK850, nó có sơn một cái màu đen bóng như thế này đây. Toàn micro màu đen hết. Và hai bên nó rất là đẹp như thế này. Đó, anh chị bạn nhìn xem. Đó, micro như thế này. Đây là dòng micro cao nhất của các dòng BCK. Ví dụ như là K200 là thấp nhất. Tiếp theo là SM8B là nâng cấp của K200, K320. Rồi chúng ta có K600. Đó, thì micro này chúng ta có thể thu âm livestream rất là hay ha. Anh chị bạn nhìn xem. Rồi, ok.
Đây là sao cạc iControl và Micro K850 đây. Thì combo này Lê Hoàng đánh giá rất là cao và chất âm của nó rất là hay. Chúng ta có thể dùng để thu âm livestream rất là xịn sò. Và đặc biệt đối với những anh chị và các bạn nào mà chúng ta có tầm kinh phí vừa vừa, tầm khoảng 6 triệu, 7 triệu thì chúng ta có thể sở hữu ngay một cái combo này rồi. Và về nhà chúng ta có thể làm phòng thu âm, chúng ta có thể thu âm cho bạn bè, người thân. Hoặc là đối với những anh chị và các bạn nào chúng ta có đam mê về thu âm thì chúng ta có thể dùng nó để thu âm cho các bạn học sinh, sinh viên, để chúng ta có thể thu kinh doanh chẳng hạn. Ví dụ như lấy một bài nó tầm 50.000, 70.000, 80.000, 100.000 gì đó chẳng hạn, chúng ta có thể thu như vậy cũng rất là ok. Chứ không phải cái này để thu cho ca sĩ thì nó không hợp lý nha anh chị và các bạn. Cái này Lê Hoàng nói rõ. Rồi bây giờ Lê Hoàng sẽ cho anh chị và các bạn cùng xem chất âm của nó như thế nào qua một vài bài hát mà Lê Hoàng đã thu trực tiếp trên con này nha. Chắc giờ em đã có ai rồi, mơ trong lòng nhưng anh vẫn vui đấy thôi. Anh cũng buồn, anh cũng sầu, nhưng thôi cô cười che giấu. Em với người xa hạnh phúc còn anh đau. Chắc gì em còn nhớ anh lúc này, giờ em đang vòng tay cùng ai, em đắm say. Thôi hết rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Em đã đi rồi sao anh còn chờ, chỉ là buông thúng. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngộ nhận yêu thương em bấy lâu nghĩ đắm sâu, hứa với anh rằng em phải hạnh phúc. Đừng bận tâm anh phải gánh đau thương anh cô vợ không yêu đuối. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã nghe em đi rồi, anh trở về đến cuối. Nhạt sầu chia phôi đưa anh vào cuối nẻo đời. Buồn ơi là buồn, nghe mưa về răng mắt ai. Đường em đi xa vời, cao nguyên mây trời theo gió lòng người tình. Ai hiểu cho tôi, em ra đi vì theo cuộc tình kiều xa. Đường dài phong ba anh quay về giết mong an hòa. Hạnh phúc chẳng già khi đôi lòng nghe cách xa. Rồi đây đam mê chôn vùi, hoang vu quên đời ôi khắc khỏi như người tình ơi. Ai hiểu cho tôi. Em ơi trời khuya lá đỏ, đường chân ai đau khổ, đường chân ai giáng dở, đường chân ai nức nở khóc cho mình hơn cả tình nhân. Em ơi, xin nhớ trong đời vẫn có một người thương nhớ em hoài. Không nói nên lời nên viết bài ca tặng người. Thì đây phải nói là một combo rất là hay mà Lê Hoàng đánh giá rất là cao về hai dòng sản phẩm này. Chúng ta có thể kết hợp để chúng ta thu âm livestream và chúng ta có thể thu âm kinh doanh cho học sinh sinh viên cũng rất là hay. Nó thì anh chị và các bạn yêu thích sản phẩm này, anh chị và các bạn nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 098
0967 37960, Zalo là 24/24 để chúng ta có thể đặt mua những sản phẩm thiết bị thu âm livestream bên Lê Hoàng nha. Và nhớ một điều như thế này là tất cả sản phẩm bên Lê Hoàng đều được bảo hành 1 năm một đổi một. Anh chị và các bạn có vấn đề trục trặc gì đó cứ liên hệ cho Lê Hoàng. Và một điều thế này, mặc dù Lê Hoàng đang ở tỉnh Tiền Giang nhưng mà Lê Hoàng bán hàng cho rất nhiều anh chị và các bạn trên toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam gì đó, Lê Hoàng ship hết tất cả mọi nơi, nên anh chị và các bạn có thể an tâm chứ đừng có sợ là ở xa rồi không biết như thế nào. Và anh chị và các bạn cũng xem các clip Lê Hoàng đã làm ở trên YouTube rất là nhiều á, thì anh chị và các bạn cũng thấy sự uy tín bên Lê Hoàng, cho nên là anh chị và các bạn thương tình đã mua hàng bên Lê Hoàng rất là nhiều. Nhưng mà Lê Hoàng cũng chia sẻ thêm như thế này, ngày hôm nay Lê Hoàng gặp một trường hợp của một anh khách, nói thẳng luôn là anh này ở Nghệ An. Anh khách này anh đặt hàng bên Lê Hoàng hơn một ngày, và thường thì nếu mà đặt hàng xong á, chốt đơn xong là Lê Hoàng sẽ gửi đi ngay lập tức, có nghĩa là sau một ngày thì hàng của Lê Hoàng đã đi đến đâu rồi, và trong vòng tầm khoảng 3 ngày là đến Nghệ An mất rồi. Mà sau một ngày thì anh này anh kêu là anh giờ không thích đặt nữa, trả lại. Thì anh chị nghĩ đi, trong trường hợp như vậy thì bây giờ hàng đã đi rồi thì Lê Hoàng làm sao mà lấy được nguyên một cái cục hàng rất là to như thế này, mà cái kiểu như vậy thì Lê Hoàng không biết phải nói như thế nào hết. Cho nên là làm thông qua clip này, Lê Hoàng vẫn xin phép cho Lê Hoàng được nói là nếu anh chị và các bạn nào mà có ý muốn mua hàng á thì hãy đặt hàng. Lê Hoàng rất là ok và Lê Hoàng sẽ gói hàng kiểm tra đầy đủ gửi cho anh chị và các bạn. Còn nếu anh chị và các bạn nào cảm thấy mình không có muốn mua á, hay là mình không có muốn đặt hàng á, thì thôi đừng có đặt, chứ làm như vậy thì rất là tội cho người khác. Và Lê Hoàng cũng được biết là cái anh này anh đang bán camera ở ngoài Nghệ An ấy, cũng là người bán hàng nhưng mà bán hàng không có tâm, thì Lê Hoàng nghĩ là thông qua clip này nếu mà anh xem được á, thì Lê Hoàng nghĩ là tương lai anh cũng dẹp tiệm mất thôi. Chứ bây giờ cái người bán hàng mà không có tâm rồi không có uy tín như vậy thì không làm được gì cả. Thì Lê Hoàng là cái người bán hàng, Lê Hoàng hiểu được điều này, cho nên tất cả sản phẩm của Lê Hoàng mang đến cho anh chị và các bạn đều là những sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là tốt, và Lê Hoàng đã test kỹ hết rồi, nên anh chị và các bạn có thể an tâm khi mua hàng tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để chúng ta có thể đặt mua những sản phẩm thiết bị thu âm livestream như thế này về nha. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip lên thì anh chị và các bạn có thể nhận được ngay lập tức luôn. Xin cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.